Nhường nhịn chính là một trong những bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, nhường nhịn đến mức nhu nhược lại là điều không nên. Chị nhường ảnh vậy thôi, nhưng mà khi mà hai vợ chồng bình thường trở lại rồi chị sẽ nói chuyện với ảnh. Nhưng mà chị như vậy là chị nhún nhường quá đáng. Vậy phụ nữ cần làm gì để giữ được hòa khí gia đình nhưng vẫn không đánh mất quyền năng của mình? Tình huống gì cũng có hết, giống như trong điệu nhảy cha cha cha, ba bước tiến ba bước lùi. Nếu như mà tiến hoài là tiến ra khỏi cái sàn nhảy luôn, mà lùi hoài đụng tường té. Những truyền thống từ xưa đến giờ cũng là bà dạy cho mẹ, mẹ dạy cho con, cứ nói rằng là đó là cái giá trị tích cực của người phụ nữ và con phải làm cái điều đó. Không bao giờ có một hạnh phúc nào bền vững với một gia đình mà vợ hoặc là chồng luôn có thói quen lấn lướt người còn lại. Đấu tranh để giành cái gì không phải giành quyền lợi hay giành sự thắng thua, mà đấu tranh giành lấy sự tôn trọng cho bản thân mình. Tất cả sẽ có trong chương trình Quyền năng phái đẹp, chủ đề nhường nhịn trong hôn nhân, phát sóng lúc 19:15 thứ sáu ngày 11 tháng 9 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.